Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Nhà. Đối với ẩm thực Việt Nam nói chung cũng như miền Nam nói riêng, bi thính là một món ăn kèm mà chúng ta thường thấy khi ăn cơm tấm, bánh tằm hay bánh mì. Hôm nay, Bếp Nhà sẽ bật mí bí quyết làm bi thính giòn dai sần sật, kết hợp ăn cùng tai heo cuộn và bún tươi rất ngon. Bây giờ, chúng ta cùng vào bếp nha! Món bún bì tai heo cuộn làm không quá khó, chỉ cần làm theo hướng dẫn của Bếp Nhà là bạn có thể thực hiện thành công ngay. Để làm được món bì thính ngon thì mình cần có gạo ngon và da heo tươi. Ngoài ra, mình cần thêm cà trót, củ cải, hành tỏi và chanh ớt các loại để bún bì ngon tròn vị hơn nữa. Trước tiên, chúng ta sẽ đi làm sạch phần da heo và tai heo. Các bạn pha hỗn hợp gồm 1/2 chén muối hột, 1/3 chén rượu trắng cùng 1 chén đá lạnh, rồi chà mạnh hỗn hợp này lên da và tai heo 5 phút, rồi rửa lại thật sạch. Các bạn lưu ý nè, khi mình mua da heo nên chọn phần da lưng thì sẽ cho ra sợi bì chắc và dai hơn nha. Tiếp đến, chúng ta pha hỗn hợp ướp gồm 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng nước mắm, kèm 1 muỗng tỏi ớt băm nhuyễn. Dùng hỗn hợp này ướp đều phần da và tai heo trong 20 phút. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ đi bào cà trót và củ cải trắng để làm đồ chua ăn kèm với món bún bì tai heo trộn. Bào xong, mình ướp với 2 muỗng muối trộn đều và để yên như thế cho ra nước bớt và giảm mùi hăng tự nhiên của hai loại củ này. Đừng quên chuẩn bị thêm ít hành lá cắt nhuyễn để làm chén dầu hành thơm ngon nha cả nhà. Và bí quyết để dầu hành thêm đậm đà và xanh mướt là các bạn nêm vào một chút bột ngọt và một chút hạt nêm, trộn đều cho hành thấm gia vị rồi mới từ từ rưới dầu nóng vào cho hành được tái dần đi. Khuấy đều là đã có ngay chén dầu hành thơm lừng rồi nè. Tai và da heo lúc này cũng đã thấm gia vị. Phần da heo một nửa mình không cần cuộn đâu nha, để nguyên như vậy luộc để làm bì. Phần còn lại các bạn cuộn cho thật chặt rồi cố định bằng chỉ để khi luộc sẽ không bị bung ra. Mình nhớ cuốn cho chặt tay thì khi luộc xong da và tai heo cắt ra mới đẹp được nha. Xong xuôi, chúng ta cho hết nguyên liệu vào nồi, châm nước ngập xăm sắp và cho luôn phần nước ướp lúc nãy vào để da và tai heo khi luộc xong sẽ thêm phần đậm đà. Mình đậy nắp và luộc trong 15 phút. Phần gạo trang để làm thính thì mình trang cho lên màu vàng như vậy là được. Sau đó mình xay cho thật mịn bằng cối xay sinh tố cho nhanh nè. Sau 15 phút, phần da heo cũng đã chín. Mình vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh để da không bị xỉn màu. Riêng phần da và tai cuộn dày hơn nên các bạn luộc thêm 10 phút nữa cho chín kỹ. Da sau khi vớt ra xả nhiều lần với nước lạnh cho thật sạch và để thật ráo các bạn mới đem đi cắt thì bì sẽ không bị nhớt. Để làm bì thì mình cắt sợi mỏng ra như vậy. Còn phần cuốn tai heo các bạn cũng cắt thành sợi nhỏ trộn cùng bì sẽ rất là ngon và giòn luôn. Cuối cùng, mình cho hết vào một tô lớn và rắc đều thính, trộn cho thính áo đều hết nguyên liệu là được rồi.
Tiếp đến, mình vớt củ cải và cà rốt ra, xả và vắt nhiều lần với nước sạch cho hết mặn. Rồi ướp giấm đường với tỷ lệ 1 chén đường và 1 chén giấm để làm đồ chua ăn kèm. Đồ chua này cất tủ lạnh sẽ dùng được cả tuần luôn đó cả nhà. Nước mắm ăn với bún bì tai heo mình sẽ pha theo tỷ lệ quen thuộc trong công thức của bếp nhà là 1/2 chén đường vàng, 1/3 chén nước mắm, 1/3 chén nước lọc và 1/3 chén nước cốt chanh. Quấy cho tan đều rồi mới thêm tỏi và ớt băm nhuyễn vào là mình đã có ngay chén nước mắm vô cùng hấp dẫn luôn. Phần da và tai heo cuộn các bạn để thật nguội thì cắt ra mới tạo thành từng khoanh chắc và dẻ ra. Khi cắt sẽ không bị vụn đâu nè. Chuẩn bị bún với chút rau sống cắt nhỏ, bên trên là bì, da heo và tai heo cuộn, thêm ít đồ chua, dầu hành và đậu phộng giã nhỏ. Chan đều nước mắm tỏi ớt là đã có thể dùng ngay được rồi. Món này ăn ngon mà không bị ngán, các bạn nhớ làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video bún bì tai heo cuộn. Nếu thấy video này hữu ích, nhớ tặng cho bếp nhà một like. Nếu bạn muốn bếp nhà nấu món nào thì để lại bình luận dưới video nha. Bếp nhà xin chào và hẹn gặp lại.